Sữa chua Trân Châu Suke King, nhượng quyền thương hiệu, tư vấn mở quán sữa chua Trân Châu chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhượng quyền chi phí thấp với mô hình chìa khóa trao tay, được hỗ trợ xây dựng quán, đào tạo pha chế, chuyển giao quy trình vận hành, hỗ trợ marketing. Đồng hành cùng Suke King, các nhà đầu tư dễ dàng thu hồi vốn nhanh, mang về lợi nhuận khủng bởi những lợi thế tuyệt vời cùng sản phẩm chất lượng dẫn đầu xu thế. Hãy truy cập ngay website sukeking.com hoặc liên hệ hotline 1900888676 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Nhận định thị trường chưa xuống tới đáy, Shark Việt khuyên mọi người không đầu tư bất động sản. Người đứng đầu Intracom nhận định đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế tới tận giữa năm 2021, nên hiện tại đáy của thị trường bất động sản vẫn chưa xuất hiện. Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Nguyễn Thành Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Intracom và là một trong những nhà đầu tư tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, được biết đến với cái tên gọi Shark Việt, đã bày tỏ quan điểm về đầu tư bất động sản trong giai đoạn hậu COVID-19. Ông Việt phân tích, tôi cho rằng dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế tới hết 2020 và ra nửa năm 2021, nên thị trường bất động sản chưa bắt đáy vào thời điểm hiện tại. Chủ tịch Intracom cũng thừa nhận nguyên tắc đầu tư bất động sản khi mọi người đua nhau bán, song cũng nói thêm rằng khi thị trường chưa xuống đến đáy, mọi người không nên đầu tư. Ông cho rằng người dân có nhiều thứ quan trọng hơn để chi tiêu trong mùa dịch và cần tính tới đường dài. Duy trì cuộc sống ổn định, theo ông là mục tiêu rất quan trọng. Ông nói, nếu các bạn có tiền, tôi khuyên các bạn không nên chỉ đầu tư bất động sản mà cũng nên đầu tư những thứ khác nữa. Và nếu đầu tư bất động sản thì các bạn nên chờ tới cuối năm. Sự trầm lắng của thị trường. Thanh niên đã dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, tình hình thị trường bất động sản quý 1 2020 rất trầm lắng so với cùng kỳ hàng năm. Theo ông Đính, tổng sản phẩm dự án nhà ở chào bán trên cả nước, bao gồm cả hàng tồn kho và mới mở bán, đạt hơn 53.200 sản phẩm, nhưng số lượng giao dịch thành công chỉ là hơn 7.600 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thu là 14,3%. Tại Hà Nội có hơn 8.950 căn hộ được chào bán nhưng chỉ giao dịch thành công có hơn 1.300 sản phẩm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 8.400 căn hộ được chào bán nhưng chỉ giao dịch thành công hơn 1.400 sản phẩm. Tuy vậy, giá bán không giảm, cũng chưa có bất cứ doanh nghiệp nào công bố về chính sách giảm giá. Cũng theo ông Đính, trước mắt thị trường sẽ có hàng cắt lỗ vì chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, do người phải đi vay vốn mua bất động sản để kinh doanh phải bán rẻ cắt lỗ hay những người làm ăn thất bát buộc phải bán bất động sản. Dù vậy sẽ không có nhiều hàng nếu như chính sách trợ giúp của nhà nước tốt, và ngược lại, hàng cắt lỗ trên thị trường bất động sản sẽ là thứ cấp chủ yếu. Cũng theo ông Đính, về lâu dài, thị trường bất động sản ở nước ta vẫn được đánh giá là tiềm năng rất tốt, lực cầu rất lớn, biểu hiện rõ nhất là hàng năm vốn FDI vẫn thu hút được khá nhiều. Giá không giảm trong mùa dịch, khó khăn có thể tăng trong quý 2. Giai đoạn nghỉ trước Tết Canh Tí kéo dài cộng với tình hình dịch bệnh liên tục diễn biến phức tạp khiến cho hầu hết các hoạt động trên thị trường bất động sản không diễn ra. Các dự án đang triển khai thì bị đình đốn, chậm tiến độ. Mặc dù thị trường vô cùng trầm lắng, song giá bán bất động sản lại không hề có sự sụt giảm so với quý 4 2019 và chưa có bất cứ doanh nghiệp nào công bố chính sách giảm giá bán sản phẩm. Theo số liệu từ Google Trends, tại Việt Nam, trong tháng 2 và tháng 3 2020, lượng tìm kiếm với các từ khóa liên quan đến nhà ở như bất động sản, căn hộ chung cư, dự án nhà ở đều gia tăng. Với từ khóa chung cư, thời điểm cuối tháng 3 2020, lượng tìm kiếm thậm chí còn vượt mốc cao nhất của năm 2019. Đây là điều hết sức bất ngờ, cho thấy mức độ quan tâm của người Việt Nam với vấn đề nhà ở vẫn là rất lớn, bất chấp dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp ra sao. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định với VOV rằng tốc độ phát triển đô thị của Việt Nam hiện đang ở mức cao, nhu cầu nhà ở cao. Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua tại đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án bất động sản chậm được triển khai do các đợt thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý. Nguồn cung đầu vào của thị trường bất động sản cũng đang chững lại và thiếu nguồn cung. Ông Điệp nói rằng, dù dịch COVID-19 nhưng giá không xuống do khan hàng, nhất là nhà giá rẻ và trung bình, vì đây là nhu cầu ở thực. Người mua cũng có tâm lý nghe ngóng khi dịch bệnh, nhưng nhu cầu nhà ở là thực. Thị trường bất động sản đang tồn tại một thực tế vô lý là dịch bệnh, giao dịch giảm nhưng giá không giảm do nguồn cung thiếu. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung mới từ các dự án bất động sản đủ điều kiện gia nhập thị trường chắc chắn cũng không có nhiều. Ở mỗi địa phương, có thể có tổng số dự án mới chỉ đạt mức ở một con số. Hàng hóa chào bán trên thị trường thì chủ yếu là hàng tồn từ trước. Thị trường căn hộ tại các đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục có giao dịch nhưng số lượng không nhiều, phần lớn chỉ diễn ra ở phân khúc trung cấp và bình dân vì nhu cầu ở của người dân vẫn ở mức độ cao. Thị trường nhà đất và đất nền sẽ vẫn là sản phẩm chủ đạo tại nhiều tỉnh thành ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
giao dịch chắc chắn sẽ còn giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân không tăng vì lực cầu trong giai đoạn này vẫn yếu bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh và cũng không giảm vì lượng hàng không nhiều. Giá căn hộ phân khúc cao cấp có thể giảm do lực bán chậm cả từ giai đoạn trước và sau thời điểm dịch bệnh, buộc cho chủ đầu tư phải giảm giá để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng. Một số chuyên gia tài chính bất động sản cho rằng dịch bệnh COVID-19 có thể được xem là bài kiểm tra đối với nền kinh tế, môi trường sống và hệ thống y tế tại Việt Nam. Điều này sẽ tác động rất lớn đến các quyết định đầu tư từ nước ngoài và đặc biệt là một lượng kiều hối lớn có thể đổ về sau khi dịch bệnh qua đi. Cựu Dương, Kinh tế và Tiêu dùng, vietnambi.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.